Phan Ly hạ sinh con trai, bạn thân hé lộ thông tin đặc biệt của nhóc tỳ. Diễn viên Phan Ly thông báo đã chào đón nhóc tỳ thứ hai. Nữ diễn viên nhận lời chúc mừng của nhiều đồng nghiệp. Sáng ngày 4 tháng 11, diễn viên Phan Ly đăng khoảnh khắc bế con trai sơ sinh trên tay kèm lời thông báo chào mừng con đến với gia đình mình. Chàng trai tháng 10 của mẹ. Dù vừa trải qua ca sinh nở nhưng Phan Ly gây ấn tượng bởi thần thái rạng rỡ, nhan sắc xinh đẹp. Nhóc tỳ thứ hai của nữ diễn viên và chồng doanh nhân có tên thân mật là Xích. Bên dưới bài đăng của Phan Ly, nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại lời chúc mừng. MC Vân Hugo chia sẻ, chúc mừng hai thiên thần đã gặp nhau, nghệ sĩ Vân Dung chúc mừng hai mẹ con. Trong khi đó, bạn thân Vũ Thu Hoài hé lộ thời điểm Phan Ly hạ sinh nhóc tỳ là một tháng trước, đến nay mẹ bị mới báo tin vui. Chúc mừng sách tròn một tháng tuổi, mong em luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh, mọi người yêu em chính vì lý do này. Nhóc tỳ thứ hai được Phan Ly ngọt ngào gọi là chàng trai tháng 10. Trước những lời chúc của bạn bè, Phan Ly thổ lộ. Mẹ con con cảm ơn các bác, cô chú và anh chị nhiều ạ. À. Mẹ con đăng ảnh xong là lại quay cuồng với hai đứa con. Tháng 6 năm 2020, Phan Ly tổ chức hôn lễ bí mật với ông xã Đại Gia là tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ. Sau khi thành vợ người ta, Phan Ly tận hưởng cuộc sống viên mãn và hạnh phúc chuẩn phu nhân nhà giàu. Nữ diễn viên đón nhóc thì đầu lòng làm một bé gái tên So Chơ vào tháng 8 năm 2021.